Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tencent Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, trong khi nhóm Guy, Diablo và Rimuru ngồi chém gió về mấy vấn đề giới tính, đồng thời tiết lộ về căn bệnh suy nhược trước phụ nữ trưởng thành của chủ tịch, thì đó cũng là lúc ma vương Dark Ryu xuất hiện. Anh ta đi một mình không mang theo người hầu nào, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Ôi trời, thật là một mớ hỗn độn, chẳng lẽ cuộc họp này thật sự nghiêm túc sao? Đó là điều đầu tiên mà Dark Ryu nói sau khi ngồi xuống ghế theo sự hướng dẫn của Ren. Cái ghế đó làm bằng đá, nhưng nó ngay lập tức méo mó khi bàn tọa của ông ta đặt xuống. Có vẻ như không ai đề cập đến sự kiện đó, nhưng Rimuru đã trông thấy nó. Cậu chắc chắn rằng những người còn lại cũng thấy nhưng vẫn im lặng. Ngoài ra họ cũng im lặng trước những vết nứt lớn chạy dọc theo bức tường của hội trường. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Rimuru đã không nhắc đến điều đó vì cho rằng đây là một chủ đề rắc rối. Nhưng hiện tại mọi người đã đông đủ, bàn vào việc chính được rồi. Chà, mọi thứ đã trở nên phức tạp một chút. Vì vậy lần này tôi muốn mượn trí tuệ của các bạn. Dark Ryu cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu Guy đã nói vậy thì hẳn vấn đề không chỉ đơn thuần là phức tạp một chút đâu. Với ánh mắt như đang nhìn xa xăm, Rimuru nghĩ rằng tên Guy này chắc chắn không chỉ mượn trí tuệ. Sau đó Guy đứng dậy và tiếp tục nói rằng: "Bây giờ hãy thay đổi địa điểm. Trước tiên tôi muốn có một cuộc họp riêng với các thành viên của Bát Tinh Ma Vương về tính hợp tác." Rimuru lẩm bẩm: "Tính hợp tác cái gì cơ?" Nụ cười của Guy mang lại cảm giác tồi tệ. Có muốn từ chối cũng không được. Và thế là mọi người đành đi theo sự dẫn dắt của Guy. Địa điểm tổ chức là một hội trường với chiếc bàn tròn được chuẩn bị đầy đủ đồ uống, dường như nơi đây nằm ở một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Guy ngồi trên cùng đối diện với Rimuru. Theo hướng nhìn của chủ tịch thì Milim ở bên phải và Ramrys ở bên trái Guy. Bên phải Rimuru là Leon, Luminous thì ngồi ở giữa Leon và Milim. Phía còn lại là Dark Ryu, có một ghế trống giữa Rimuru và Dark Ryu, đó là chỗ của Dino. "Này, tôi cũng thấy Dino đâu, chúng ta có cần đợi không?" Dark Ryu thản nhiên thắc mắc, những người khác cũng tò mò nhìn về phía Guy. À đúng nhỉ, Guy vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Rimuru. Chết tiệt, hắn ta nhắm đến mình sao? Rimuru-kun, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Có vẻ như Guy đã biết Dino phản bội. Chủ tịch chẳng hiểu mạng lưới thông tin của tên này thâm sâu đến mức nào, nhưng dựa vào biểu hiện có thể thấy anh ta đã nắm được tình hình ở một mức độ nào đó. "Ồ vâng, anh muốn tôi giải thích phải không? Dino là một kẻ phản bội, thế thôi." "Ngắn quá, giải thích lịch sự và chi tiết hơn đi. Biết chống cự là đít sẽ bự. Chủ tịch không còn cách nào khác ngoài việc kể chi tiết mọi thứ rằng Dino đã phản bội và quay xe về nhà địch rồi." Rimuru cũng nói rằng khả năng cao là Dino đã bị ảnh hưởng bởi sự chi phối từ công lý vương Michael. Ngoài ra động cơ thực sự của Dino là gì vẫn chưa thể xác định được. Nói cách khác, có thể anh ta bị chi phối, hoặc có thể anh ta đã phản bội vì mục đích của riêng mình. Nghe xong câu chuyện đó, Dark Ryu không thể che giấu sự bất ngờ và ngồi lẩm bẩm một mình. Ông ta là bạn thân của Dino, thế nên việc hắn phản bội đương nhiên khiến Dark Ryu phải suy nghĩ. Michael phải không? Cậu đang nói rằng một kỹ năng đơn thuần lại có ý chí riêng sao? Guy cũng không thể ngồi yên, câu hỏi của anh ta giúp Rimuru hiểu rằng tên này cũng không biết tại sao Dino lại phản bội. Đúng rồi, không nghi ngờ gì cả, và thời điểm này nó đã phát triển một bản ngã và chiếm lấy cơ thể của Rutura rồi hoạt động với tư cách là Michael. Rimuru giải thích điều đó với sự chắc chắn, bởi cậu cũng có Cell nên hiểu rất rõ vấn đề này. "Chờ đã Rimuru, cậu nói rằng sự chi phối của Thiên Sứ Trưởng ảnh hưởng đến các kỹ năng thuộc hệ thống Thiên Sứ. Nhưng làm sao phân biệt được đâu là kỹ năng của Thiên Sứ hệ, đâu là kỹ năng Ác Ma hệ, bởi các khái niệm này còn quá mơ hồ." Một câu hỏi rất hay đến từ vị trí của Luminous. Thực tế bản thân Rimuru cũng đang băn khoăn về nó. Lúc này Guy đứng dậy và tuyên bố mình sẽ giải thích. Sau đó anh ta nói một lèo về kỹ năng, nó chi tiết một cách đáng ngạc nhiên. Đây đều là những bí mật lớn về cách thức vận hành của thế giới, và Guy đã học phóng khi chia sẻ nó với mọi người. Theo Guy, định luật của thế giới này được thiết lập bởi Vedanava, nhưng có vẻ như bất kỳ ai có quyền quản lý đều có thể tác động đến những định luật đó. Ngay cả khi không có thứ đó, người ta vẫn có thể viết lại định luật ở một mức độ nào đó bằng cách can thiệp vào mong muốn của mình trong ma tố. Câu nói của Guy trong bản dịch khá mơ hồ. Theo suy nghĩ của tớ thì dường như ý của anh ta là có thể can thiệp những ước muốn của mình ở bên trong ma tố, rồi dùng nó để hiện thực hóa. Nói cách khác, đó chính là khái niệm về ma pháp, một trong những loại quyền năng. Còn kỹ năng là thứ được hệ thống hóa ở một mức độ nhất định để có thể tác động đến các định luật này. Các kỹ năng nằm trong linh hồn của người xấu có ý chí mạnh mẽ và được kích hoạt bởi năng lượng thuần khiết của họ. Thứ đó được gọi chung là kỹ năng tối thượng thuộc Thiên Sứ hệ do Vedanava tạo ra. Và trong số đó có 7 kỹ năng được gọi là Mỹ Đức hoặc Hiền Đức. Một lưu ý nhỏ cho anh em đây, Mỹ Đức có nghĩa là những đức tính tốt đẹp chứ không phải là đại đức, những đức tính lớn đâu nha anh em. Mặc dù có hệ thống đại tội nhưng không hề có hệ thống đại đức đâu nhá. Khi Guy chiến đấu với Vedanava, ông ấy có rất nhiều quyền năng, nhưng sau khi thế giới ổn định, ông ấy chỉ để lại kỹ năng mạnh nhất, đó là Công Lý Vương. Một số thì ông ấy ban cho người khác, số còn lại thì ông ấy giải phóng nó vào trong vòng luân hồi để chúng xuất hiện ở thế giới này. Chúng sẽ nằm ở bên trong những linh hồn mạnh mẽ và đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, kỹ năng tối thượng quá mạnh, thế nên nó đã bị giới hạn từ đẳng cấp tối thượng xuống còn độc nhất. Nó có thể nằm rải rác trong nhiều quyền năng khác nhau, hoặc có thể trở thành một kỹ năng độc nhất thuộc hệ thống Mỹ Đức, trong khi vẫn giữ lại một mức độ quyền hạn nhất định. Rimuru cảm thấy rằng hệ thống Mỹ Đức trái ngược hoàn toàn với hệ thống đại tội.
Nói cách khác, Mỹ Đức và Đại Tội cũng như hệ thống Thiên Sứ và hệ thống Ác Ma. Tuy nhiên, theo những gì Guy nói, có vẻ như không chỉ có 7 kỹ năng tối thượng thuộc hệ thống Mỹ Đức. Grimrill cho rằng Thông Tuệ Vương Raphael được tiến hóa từ Đại Hiên Giả, mà Đại Hiên Giả thì nghe chẳng liên quan gì đến Mỹ Đức cả, nên chủ tịch nghĩ rằng chắc Raphael không phải là Mỹ Đức đâu. Nghe Guy giải thích xong, Luminous tiếp tục đưa ra một câu hỏi chí mạng nữa. Guy, nếu biết điều gì đó thì hãy nói cho Thiếp biết, chỉ có 7 kỹ năng thuộc hệ thống Thiên Sứ sao? Vậy quyền năng của nó là gì? Đây là điều cả Grimrill và những ma vương khác đều tò mò, biết là không thể giấu được nữa. Guy chia sẻ thông tin về 7 quyền năng của Mỹ Đức. Đây được gọi là 7 kỹ năng mà Vedanova đã từng sở hữu. Đầu tiên là Công Lý Vương, có khả năng chi phối tinh thần, sở hữu quyền năng mạnh nhất chuyên về chuỗi mệnh lệnh với khả năng phong thủ tuyệt đối theo đúng nghĩa đen, thứ được mệnh danh là Vương Cung Thành Trì bất khả xâm phạm. Tiếp theo là Trí Thức Vương, có quyền năng quản lý định luật của thế giới này, chuyên về hỗ trợ. Anh em lưu ý một chút nhá, mặc dù kỹ năng này cũng đọc là Raphael, nhưng Hán Việt của nó là Trí Thức Vương, còn kỹ năng của Grimrill là Trí Tuệ Vương, hay còn được gọi là Thông Tuệ Vương. Tiếp đến là Thể Ước Vương, sở hữu quyền năng quản lý không gian và được sử dụng để quản lý tất cả các sự vật hiện tượng. Hy Vọng Vương là cội nguồn của sinh mệnh, có quyền năng quản lý vòng luân hồi, hay theo những thông tin từ các volume trước đó thì nó có thể cai quản sự sống và cái chết. Thuần Khiết Vương với quyền năng chọn lọc những định luật hỗn tạp, ngăn chặn sự can thiệp và chọn lọc năng lượng thuần khiết. Nôm na là nó chuyên về thanh lọc và sử dụng năng lượng thuần khiết. Cứu Trợ Vương, quyền năng hỗ trợ và khuếch đại cho người khác, thứ này được trao cho Valgrin. Còn vụ khuếch đại thì chắc hẳn anh em cũng biết bà rồng hay dùng Rockyu để khuếch đại gia tốc của mình lên rồi. Căn bản thì công dụng chính của Rockyu chính là khuếch đại một hiệu ứng nào đó. Cuối cùng là Kiên Nhẫn Vương, sở hữu quyền năng điều chỉnh trạng thái và ứng phó với những trường hợp bất trắc. Nó được trao lại cho Vegado. Những lời Guy nói mang theo lượng thông tin đủ khiến Grimrill há hốc mồm kinh ngạc. Nó sở hữu hiệu ứng thông não quá lợi hại. Ngoài ra hiện giờ chỉ có 3 trong số 7 kỹ năng thuộc hệ thống Mỹ Đức là còn tồn tại. Vedanova đã trao Công Lý Vương của ông cho Rutura, sau đó nhận lại Thể Ước Vương, kỹ năng mà Rutura đã tự thức tỉnh. Có lẽ việc trao đổi đó đã gây ra một số thay đổi trong hiệu suất của kỹ năng, nhưng vì Rutura đã đi mắn muối nên cũng chẳng ai biết được nữa. Tôi biết rằng Công Lý Vương có khả năng chi phối người khác, nhưng quả thực nó mạnh hơn so với những gì tôi đã tưởng tượng. Tạm dừng ở đó, Ga nhìn về phía Grimrill và bắt gặp ánh mắt của chủ tịch đang chờ đợi để nghe nốt câu chuyện. Cậu biết điều đó đúng không Grimrill? Đậu xanh, chiêu tướng nữa hả? Grimrill rất muốn giả ngu nhưng không có lý do gì để nói dối ở đây cả. Với lại khi nãy cậu cũng chưa giải thích kỹ về sự chi phối của Thiên Sứ Trưởng. Hiểu rằng che giấu thông tin cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nên Grimrill quyết định nói ra những điều mình biết. Cậu kể về trận chiến với Rutura vài hôm trước, về việc Valgrin lẫn Vedora bị chi phối, về suy nghĩ tuyệt vọng trước viễn cảnh thất bại. Đương nhiên là không kể vụ móc lốp thất bại rồi. À, ta hiểu rồi, Guy tỉnh bơ nói ra điều đó. Nghe như vậy Grimrill lập tức phản bác. Chính anh đã đẩy tôi vào rắc rối đấy. Đó không đơn thuần là đấu với Rutura đâu, một trận chiến toàn diện luôn đấy. Nếu em còn nhớ thì ở vô 14, Guy đã dẫn theo Vegado mò đến tận nhà Grimrill để đe dọa. À nhầm, mò đến nhờ chủ tịch chống lại Rutura. Cũng vì thế giờ Grimrill muốn nhấn cực mạnh rằng Guy là đứa đầu sỏ, nhưng anh ta nào có quan tâm đến vấn đề đó. Ha ha ha, mọi chuyện vẫn ổn mà, cậu đã thắng còn gì. Thái độ đó khiến Grimrill điên tiết hét toáng lên. Không, không hề, mê cung của Ramriss bị Valgrin phá hủy, khu vực xung quanh thị trấn cũng bị đốt trơ trọi. Giờ nó đang được khắc phục nhưng tôi thề là đếch bao giờ chấp nhận yêu cầu của anh thêm một lần nào nữa đâu Guy ạ. Với một thiên tài trong ngành đa cấp thì chịu tổn thất một cách vớ vẩn là điều không thể chấp nhận. Cần phải phản ứng dữ dội để tránh mấy kèo khắm lọ như vậy. Cơ mà chẳng phải nhờ có kèo với Rutura nên chủ tịch mới đổ linh hồn thức tỉnh cho 12 thuộc hạ con gì. Đúng chất lươn lẹo luôn anh em ạ. Bỏ qua việc truy tố trách nhiệm hình sự lẫn dân sự với Guy, Grimrill tiếp tục giải thích về những sự cố vừa xảy ra với mình. Lần này cậu đính chính rằng Lino không phải bị ảnh hưởng từ sự chi phối Thiên Sứ Trưởng của Công Lý Vương, mà thực tế Công Lý Vương có thể chi phối tuyệt đối những kẻ xấu kỹ năng tối thượng thuộc Thiên Sứ hệ. Chán chủ tịch, Lâm Trận đến nơi vẫn giấu thông tin, kết quả là mọi người đều choáng váng khi nghe đến điều đó. Bởi để thức tỉnh kỹ năng tối thượng, chứng tỏ người ta phải có một ý chí cực kỳ mạnh mẽ và vững vàng. Giờ nghe nói bị chi phối tuyệt đối cứ thấy hack game thế nào ấy. Tuy nhiên Grimrill nói rằng khó tin nhưng buộc phải tin vì đó là sự thật. Bằng chứng là ông dòng Weibo Vedora và bà sim chúa Valgrin vừa là long chủng vừa có kỹ năng tối thượng nhưng vẫn bị Michael chi phối tuyệt đối đấy. Nhắc đến đó Grimrill cảm thấy rùng mình, cứ như thể nhớ về một cơn ác mộng vậy. Hừm, điều Grimrill nói là hoàn toàn thật đấy. Vừa nãy tôi đã nhắc là Valgrin sở hữu Cứu Trợ Vương và Vegado có Kiên Nhẫn Vương còn gì. Nghe Guy nói vậy Grimrill mới mập mờ đoán được điều gì đã xảy ra ở lâu đài này. Có vẻ Vegado đã bị Michael chi phối rồi. Để rồi lời xác nhận của Guy khiến Grimrill đứng hình toàn tập. Điều này quá khó tin nhưng nó đã trở thành sự thật. Nếu anh em đã theo dõi phần ngoại truyện của Guy ở cuối vol 16 thì hẳn sẽ nhớ khi anh ta cảm nhận được cái chết của Rutura thì đã rơi nước mắt và thầm cầu nguyện cho linh hồn ấy. Lúc đó Vegado đứng bên cạnh Guy và nở một nụ cười độc ác bởi cô ta rất ghen tị với những ai được Guy quan tâm và cảm thấy vui vì Rutura đã chết. Sau đó không lâu thì Fillway mò đến lâu đài của Guy và chi phối Vegado. Thời điểm hắn đến cũng là lúc Ren và Mitchery đang chuẩn bị luyện tập để làm quen với sức mạnh sau tiến hóa.
Kết quả là bộ đôi này lao vào thực chiến và bầm dập té tua luôn. Trở lại với cuộc họp, nghe tin về trận đấu bị chi phối, Dark Ryu ngay lập tức thể hiện sự khó chịu. Vốn dĩ đã quen nhau từ lâu nên chắc chắn Dark Ryu hiểu rõ về trận đấu đáng sợ như thế nào. Dream Ryu thì chịu, cậu hiểu được bản này nguy hiểm nhưng không biết là nguy hiểm đến mức độ nào. Tôi chỉ hỏi một chút thôi, có phải anh đã đánh bại cô ấy rồi nhốt ở một nơi nào đó? Cậu nghĩ ai cũng được tác giả bóp hả? Trên đời này không có chuyện tiện lợi như vậy đâu, Dream Ryu. Có lẽ trải qua hai lần bắt nhốt Long Chủng nên chủ tịch có chút mơ mộng rằng Guy cũng làm được điều đó. Chưa kể Guy còn tỏ ra bị sốc khi được hỏi như vậy đã khiến Dream Ryu cảm thấy khó chịu. Về sơ đồ nguy hiểm đến mức độ đó sao? Quá tệ khi bà này gia nhập đội hình của Michael. Các ma vương khác cũng bị sốc. Đối thủ khiến Guy gặp khó khăn thì họ sao có thể đối phó được? Lo lắng là điều đương nhiên nhưng Dream Ryu cảm thấy Michael cũng không thể đánh bại các ma vương. Bằng chứng là hắn đã để Guy bình yên vô sự. Đừng lo lắng, vẫn còn 7 trong số bắt tinh ma vương ở đây. Ngoài ra những người khác cũng mạnh mà. Hãy cho phép bọn chúng thấy chúng ta có thể làm được gì. Vâng, những suy nghĩ của chủ tịch ngay lập tức được Milim hiện thực hóa bằng lời nói. Tuy nhiên cách cô ấy diễn đạt nó trong niềm hạnh phúc cứ thấy sai sai thế nào. Dream Ryu nghĩ rằng chắc chắn mấy đứa mang dòng máu Long Chủng có điều gì đó không ổn. Trong tình trạng mọi người đều khó chịu khi biết tin phe Shadow bị chi phối, thì Guy tiếp tục quăng thêm một quả bom nữa vào mặt 7 ma vương. Để trả lời câu hỏi của Luminous về việc chỉ có 7 kỹ năng thuộc hệ thống thiên sứ đúng không, câu trả lời của Guy là có hơn 7 kỹ năng và anh ta cũng không biết rõ tất cả về chúng. Khi đấu với Vedanava, Guy không thể nhìn thấy được toàn bộ những gì thần sáng tạo sở hữu, nhưng ông ấy đã kể về 7 kỹ năng thuộc hệ thống Mỹ Đức, đồng thời cũng nói rằng sẽ trao cho mỗi người trong thất thiên sứ nguyên thủy một sức mạnh đặc biệt. Điều Guy nói khiến cả phòng chìm trong im lặng, tức là ngoài 7 kỹ năng thuộc hệ thống Mỹ Đức, còn có thêm một kỹ năng cho mỗi người trong số thất thiên sứ. Vậy nên con số tổng cộng là 14 kỹ năng tối thượng thuộc hệ thống thiên sứ. Tuy nhiên, có vẻ Vedanava không trao kỹ năng cho toàn bộ thiên sứ nguyên thủy bởi một số người không đủ điều kiện sở hữu chúng vì cả tôi của họ còn rất yếu và không thể xử lý được kỹ năng tối thượng. Vì thế, sau khi trao kỹ năng tối thượng cho một số thiên sứ nguyên thủy đủ điều kiện, Vedanava đồng thời trao kiên nhẫn vương cho Vegado và cứu trợ vương cho Vegreen. Số còn lại được ông giải phóng vào thế giới và chỉ trừ lại mỗi công lý vương. Sau đó thì Vedanava dùng nó để đổi lấy thể ước vương của Rutra. Khi Vedanava chết thì thể ước vương cũng trôi nổi khắp nơi và trở thành kỹ năng của Dream Ryu. Giờ đây nó đã được tích hợp vào viêm thần vương của Vegreen. Riêng từ khúc Orion lọt vào tay Dream Ryu thì chủ tịch sẽ giữ bí mật. Dạ gì mà phơi hết lưng ra cho người khác xem cơ chứ. Vậy tóm kết về vấn đề là kỹ năng thuộc thiên sứ hệ là những kỹ năng thuần túy được Vedanava tạo ra và có ít nhất 14 kỹ năng. Và bất kỳ ai sở hữu các kỹ năng này sẽ không thể thoát khỏi sự chi phối của Michael. Đó là kỹ năng thuộc thiên sứ hệ. Vậy còn kỹ năng thuộc hệ thống Akma thì sao? Khi Dream Ryu đang suy nghĩ về điều đó thì Rambris đã lên tiếng thắc mắc về nó. Một lần nữa 14 con mắt lại đổ dồn về phía Guy. Một câu hỏi khó nhưng Guy vẫn kiên nhẫn giải thích. Theo đó khi bị Vedanava cho bầm dập bằng cách quan sát và mô phỏng lại sức mạnh của ông ấy, Guy đã đạt được kỹ năng độc nhất kẻ kiêu ngạo. Ý anh là sao? Để giải đáp thắc mắc của Rambris, Guy nói rằng vì kỹ năng nội tại sáng tạo mê cung của bà tiên được sinh ra tự nhiên cùng với cô, thế nên Rambris không nhận ra rằng việc đạt được kỹ năng phụ thuộc rất nhiều vào mong muốn của bản thân và mỗi cá nhân lại có cách đạt được kỹ năng khác nhau. Có một số kỹ năng được tìm thấy trong thể vật chất, thể tinh thần hoặc thể tinh ngu, nôm na là bên trong cơ thể. Còn một số trường hợp đặc biệt thì kỹ năng sẽ nằm trong linh hồn. Các kỹ năng sinh ra từ linh hồn đều mạnh mẽ vì nó là hiện thân của những mong muốn gần nhất với bản chất con người. Có một số kỹ năng độc nhất nằm trong thể vật chất, chẳng hạn như kẻ bạo loạn, thứ được Rachel thừa hưởng sau khi lấy đi cơ thể của Shogo. Điều Guy giải thích rất giống với những kết luận của Dream Ryu đưa ra trước đó về kỹ năng. Quả thực, kỹ năng bắt nguồn từ linh hồn sẽ mạnh mẽ hơn. Nó cũng dễ dàng che giấu, vì vậy khó bị đánh cắp và rất phù hợp để xem là một con át chủ bài. Không nói đâu xa, kỹ năng tối thượng chính là những quyền năng ở đẳng cấp linh hồn. Đó cũng là lý do vì sao có rất ít người xử lý được một kỹ năng tối thượng, tất nhiên là trừ đám đệ của con Slam nào đó. Ngoài ra có hai cách để kỹ năng bén rễ trong linh hồn, một là chú ngụ, hai là được khắc. Chẳng hạn như Cell là trường hợp được khắc, nó hoàn toàn đồng hóa với linh hồn của Dream Ryu và không thể tách ra được. Cũng vì thế chủ tịch không cần lo về việc bị đánh cắp, nhưng tốt nhất là cứ giữ bí mật cho chắc ăn. Ngoài ra với trường hợp khác, người khác cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của kỹ năng đó. Còn các kỹ năng tối thượng chú ngụ bên trong linh hồn thì ngược lại và có thể bị đánh cắp. Trở lại với lời giải thích của Guy, anh ta nói rằng vì mình đã không nhận được bất kỳ quyền năng nào từ Vedanava, chính xác hơn là đã từ chối nó. Sau đó bằng cách bắt chước các quyền năng thuần túy quan sát được, Guy đã tự tạo ra kỹ năng cho mình. Nó được gọi là những kỹ năng thuộc hệ thống ác ma. Thiếp hiểu rồi, vậy thì sắc dục vương của thiếp cũng chỉ là hàng nhái rẻ tiền, một phiên bản đã xuống cấp thôi phải không? Guy ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ đó, bởi sắc dục vương chính là kết tinh từ ý chí và mong muốn của Luminous, thế nên nó có sức mạnh tương đương với bản gốc. Để chứng minh, Guy nói rằng kẻ kiêu ngạo của mình sau khi tiến hóa thành kiêu ngạo vương thì có thể so sánh với kỹ năng hệ thống thiên sứ. Tóm kết vái lại là dù kỹ năng có được ban hay tự tạo thì ý chí là thứ quyết định sức mạnh của kỹ năng.
Vậy Guy, nếu anh đã nói vậy thì kỹ năng thuộc hệ thống ác ma được sinh ra từ kỹ năng hệ thống thiên sứ đúng không? Guy nhanh chóng tán thành nhận định của Rimuru. Vậy tức là nếu đã có 14 kỹ năng thuộc hệ thống thiên sứ thì hẳn phải có 14 kỹ năng thuộc ác ma hệ. Cũng giống với việc khi Venova tạo ra những thiên sứ thì sau đó những ác ma cũng được sinh ra. Nói đến đây thì anh em đừng nhầm lẫn rằng ác ma được sinh ra từ thiên sứ nhé. Làm vậy đại thánh linh bóng tối buồn đấy. Đúc kết toàn bộ vấn đề, kỹ năng ác ma hệ bắt nguồn từ những kỹ năng tương ứng thuộc thiên sứ hệ. Và mỗi hệ được nhận định là có ít nhất 14 kỹ năng. Đừng quên rằng những điều này chỉ nằm trong dự đoán của Guy thôi. Dù vậy những thông tin đó cũng đủ khiến Rimuru choáng ngợp. Vì trên thế giới này có quá nhiều mối quan hệ nhân quả. Sau đó Guy tiếp tục đưa ra nhận định của mình về từng cặp kỹ năng tương ứng. Kiêu ngạo vương sẽ ghép nối với thể ước vương. Công lý vương sẽ ghép nối với phẫn nộ vương. Trí tuệ vương ghép nối với bạo thực vương. Tất nhiên đoạn này Guy đang nói trí tuệ vương chứ không phải là thông tuệ vương nhá. Hy vọng vương sẽ ghép nối với đại lãn vương. Thuần khiết vương sẽ được ghép nối với sắc dục vương. Cứu trợ vương được ghép nối với cường dục vương. Kiên nhẫn vương được ghép nối với đố kỵ vương. Nghe xong Rimuru hoàn toàn câm lặng vì trong danh sách trên có vài cái như Raphael, Urien, Petrobert đã bị chính cậu. Hay nói đúng hơn là Cell đem đi sai sinh tố hết rồi còn đâu. Người ta có khi mong mãi một cái không có. Đằng này Rimuru có 3-4 cái lại đem đi hy sinh hết. Nếu tiết lộ vụ này chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động. Tuy nhiên nếu im lặng Rimuru cũng cảm thấy không ổn. Giờ phải làm sao đây? Thấy Cell im lặng nên chủ tịch quyết định chờ xem thế nào, tùy cơ ứng biến vậy. Như để bổ sung cho những gì Guy nói, Rimuru giải thích thêm rằng bên trong những kỹ năng tối thượng thuộc thiên sứ hệ đều được tích hợp một thứ gọi là mạch chi phối. Chỉ cần có thứ này, người xấu sẽ không thể nào chống lại được mệnh lệnh của Michael. Lý do Rimuru biết được điều đó là vì Cell từng can thiệp để xóa bỏ sự chi phối trên người Valgrind nhé anh em. Ngoài ra chủ tịch cũng nói rằng có lẽ việc Dino phản bội cũng vì cái mạch chi phối đó. Vậy nên cậu khuyên mọi người nếu gặp lại hắn thì đừng xem là đồng minh nữa. Nghe vậy Darkrai cũng tỏ ra đồng tình và nói rằng Dino là một kẻ rất mạnh. Luminous thì lo ngại rằng nếu Vecchio đã đứng về phía kẻ thù thì có khi nào Valgrind cũng vậy không? Rimuru muốn giả ngu không biết, nhưng chủ tịch đang phải thông báo cho họ về vụ của Valgrind. Ramrys dù sao cũng đã biết rõ chuyện này, vậy nên không sớm thì muộn cả cái thiên hạ này đều biết thôi. Tuy nhiên trước khi Rimuru mở lời thì Leon lao vào chặn họng. Chờ đã, ta không quan tâm đến chuyện của Valgrind vào thời điểm này. Cái mà chúng ta nên làm lúc này là kiểm tra xem có ai khác đang sở hữu kỹ năng thuộc hệ thống thiên sứ hay không. Vâng, và câu nói của Leon chính là vấn đề quan trọng nhất của buổi họp ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành riêng một video sau nói về nó nhé. Giờ thì xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.